Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với khoa học game file 101 của Bang Bang Gaming Thì trong video đầu tiên anh em đã được tìm hiểu tổng quan về khoa học game file Tại sao lại có khóa học, ai sẽ là người phù hợp với khoa học này Và bạn sẽ học được những gì sau khi mà kết thúc khoa học Thì nếu như mà anh em nào mà chưa xem video đầu tiên Thì anh em hãy dành ra vài phút nhé để xem lại video đó Thì video đó rất là quan trọng Chắc hẳn anh em đang rất là nóng lòng để được cập nhật những bài học tiếp theo đúng không thì ok, không phải để anh em chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung của video ngày hôm nay nhé. Thì trong video này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu tổng quan về thị trường GameFi. GameFi đã xuất hiện bắt đầu từ khi nào và đã tăng trưởng mạnh mẽ ra sao, cũng như là thời điểm hiện tại thì GameFi như thế nào và nó sẽ tiếp tục phát triển hay là sẽ biến mất khỏi thị trường. Thì câu trả lời sẽ có trong phần dự phóng tương lai của GameFi trong thời gian tới nhé. Đầu tiên là về mặt khái niệm thì GameFi, Game NFT và Game Blockchain thì ở đây theo quan điểm cá nhân của mình nhé thì game file nó sẽ là gọi chung thì từ game file này thì nó sẽ được uh, ghép bởi hai từ là game và finance tức là game tức là trò chơi và finance tức là về tài chính thì nó sẽ là một cái nền kinh tế tài chính trong một cái tựa game đúng không ạ ok thì ba khái niệm game file game mt và game blockchain thì nó sẽ là mang cái ý nghĩa tương đồng như nhau thôi thì trong cái ngách này thì chúng ta có thể gọi một trong ba cái tên này được ok còn uh, thứ hai là về NFT thì NFT là gì? Thì NFT viết tắt của ba từ là non fungible token, tức là một cái tài sản không thể thay thế được. Thì như mọi người đã biết là về phía mạng game truyền thống thì có rất nhiều là tài sản và nhà phát hành có thể là phát hành ra cái các cái vật phẩm, các trang bị hoặc là các cái thiết bị bất cứ lúc nào được đúng không? Và không thể kiểm soát được. Còn về mặt NFT thì nó đại diện cho một thứ duy nhất thôi và nó sẽ không giống với bất cứ một thứ gì cả ví dụ trang bị thì NFT nó chỉ là trang bị duy nhất và các tính năng các cái thuộc tính của nó chỉ có một và như thế thì nó sẽ không lẫn với bất cứ một cái vật phẩm NFT nào khác thì ở đây nó sẽ rất khác biệt so với những cái game truyền thống thông thường đúng không ạ về còn về game file và NFT có liên hệ như thế nào với nhau thì đây là hai cái khái niệm mà nó thực sự là đi song hành cùng nhau rất là nhiều có có game file thì sẽ có NFT và các bạn mới thì các bạn có thể chưa biết tức là game file ở đây là sẽ có thể là ơn được hoặc là không ơn được thì game file mà kết hợp với NFT thì khả năng ơn được rất là cao bởi vì nó là mang thuộc tính về thuộc tính gọi là thuộc tính về finance về tài chính còn game về thông thường thì game truyền thống ấy thì sẽ không có NFT nên chúng ta sẽ không thể nào là ơn được trong game ok anh em nhé phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lịch sử phát triển của game file thì à, về lịch sử phát triển của game file được ra mắt vào khoảng tháng 12 năm 2017 thì Crypto Kitty được coi là tựa game đầu tiên được phát triển trên nền tảng của blockchain và ngay sau đó thì thị trường cũng đã đi vào những năm tháng mùa đông hai anh em còn gọi là cái do nạn đau chen ấy chính lúc này thì Acid Infinity đã ra đời và sau này đánh dấu là một trong những giai đoạn huy hoàng nhất của GameFi cũng như là Acid nói riêng vào năm 2021 đúng không ạ thì trước đó vào năm 2020 thì Illuvium một tựa game chip của A được cộng đồng đánh giá rất cao đã bắt đầu xuất hiện và để nói thêm cho anh em hiểu về game chip bộ A thì chip bộ A này tiếng Việt của mình ấy là ba chữ A đúng không ạ? Chữ A đầu tiên là vết tắt của a lot of money. Chữ A thứ hai là vết tắt của a lot of time và chữ A thứ ba là viết tắt của a lot of pressure. Thì a lot of time tức là một tựa game mà tốn rất nhiều thời gian để có thể làm ra được. Thứ hai là a lot of money tức là nó tốn rất nhiều tiền để làm được ra tựa game đó thứ ba là a lot of research tức là nó tốn rất là nhiều nguồn nhân lực để tạo ra được tựa game đó thì những tựa game chip của A được cộng đồng đánh giá cực kỳ rất là cao. Ok anh em, thì tới năm 2021 thì DeFi Kingdom là một tựa game được phát triển trên hệ sinh thái của Harmony cũng rất đáng chú ý và cũng được cộng đồng theo dõi rất là sát. Như vậy thì anh em có thể thấy là càng ngày sẽ có càng nhiều game được ra đời, đặc biệt là các game NFT đúng không? Và với lối chơi cũng như là đồ họa ngày càng bắt mắt hơn, ấn tượng hơn thì chắc chắn là thị trường GameFi trong tương lai sẽ có khả năng là phát triển rất là mạnh nữa đối với AC Infinity một trong những tựa game blockchain hàng đầu của năm 2021 à, vô cùng thành công với mức tăng trưởng lên tới là khoảng hơn 135.000% chỉ trong năm 2021 thôi thì à, cụ thể như trên hình anh em có thể nhìn thấy là vào ngày mùng 4 tháng 11/2020 thì tổng vốn hóa của AC là đạt mốc khoảng 7,75 triệu đô và tăng trưởng lên mốc khoảng 10,49 tỷ đô vào ngày mùng 8 tháng 11 tức là chưa đầy một năm tăng trưởng với con số cực kỳ rất là khủng và tính đến thời điểm hiện tại thì đây tức là một vực bốn hóa cao nhất mọi thời đại mà ACID đã từng đạt được với làn sóng mang tên ACID Infinity trong những năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thì anh em đã biết là GameFi đã tăng trưởng và bùng nổ hết sức là mạnh mẽ à, bằng chứng là các trò chơi trực tuyến trên blockchain ấy đã nhận được một tỷ USD đầu tư trong tháng 1 của năm 2022 và trước đó trong cả năm 2021 thì cái game file mới chỉ ghi nhận được các khoản đầu tư trị giá khoảng 4 tỷ đô. Điều thú vị nhận thấy trong báo cáo là danh mục cụ thể này chiếm tới 52% hoạt động của blockchain vào năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại. Và đi kèm bắt nhịp với xu hướng đó thì đội ngũ của Bang, Bang Gaming cũng đã phân tích hơn 150 dự án game file và chọn lọc ra những cái game chất lượng để chia sẻ đến cộng đồng và mọi người có những góc nhìn đánh giá khách quan hơn về thị trường game file này. Trong bức ảnh này thì mọi người có thể thấy là các dự án gamefi có vốn hóa thị trường cao, có điểm xếp hạng từ 1 đến 100 trên CoinGecko và CoinMarketCap. Ví dụ điển hình như là AC Infinity này, The Sandbox, Engine Coin, à và một số dự án nữa. Thì trong năm 2021, các dự án gamefi có biên độ tăng trưởng cực kỳ rất là cao, từ 56% lên tới 13.200%. Và theo thống kê của trang crypto.com thì trung bình mỗi dự án GameFi đã tăng trưởng tới 2.500% trên một năm. Đây là mức tăng trưởng hàng năm rất ấn tượng mà bất cứ một lĩnh vực nào cũng mong muốn. Tiếp theo là về vốn hóa của toàn bộ thị trường thì như trên bức ảnh anh em thấy là toàn bộ thị trường GameFi đã đạt vốn hóa khoảng 40 tỷ đô vào cuối năm 2021 thể hiện một sự tăng trưởng hết sức mạnh mẽ. Trong khi đó thì vào tháng 1 2021 thì mới chỉ có khoảng nửa tỷ đô thôi trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1 tháng 1 2018 đến mùng 1 tháng 1 năm 2020 thì thị trường game file đã có mức tăng trưởng âm là khoảng 50%. Khi toàn bộ thị trường tiền điện tử có một cú giảm cực mạnh và chính thức đi vào mùa đông trong vòng khoảng 2 năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 4 năm từ mùng 1 tháng 1 2018 này đến mùng 1 tháng 1 2022 thì game file đã đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 180% của tổng vốn hóa thị trường qua đó trở thành một trong những thị trường tiềm năng và có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong thị trường Cryptocurrency. Trên hình là thống kê về số lượng người dùng GameFi hoạt động hàng ngày được thống kê bởi trang DAppRadar và Footprint Analytics. Thì nhìn chung số lượng game thủ, những người tham gia vào thị trường GameFi đạt tốc độ tăng trưởng rất là mạnh. Từ mùng 1 tháng 3 2021 đến 22 tháng 2 năm 2022 thì trung bình số lượng người chơi mới mà tham gia vào thị trường GameFi đã tăng 29% mỗi tháng điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng kép về người chơi mới của game file tăng tới 2020 020 trong vòng một năm qua. Quay lại với tình hình hiện tại của thị trường game file, thì tổng vốn hóa của thị trường game file đã đạt ngưỡng khoảng 55 tỷ đô đầu năm 2022. thì theo cái trang thống kê của DF Radar ước tính có khoảng 1,09 triệu game thủ blockchain hàng tháng tính đến thời điểm là ngày 13 tháng 2 năm 2022 và có một thực tế là các công ty game truyền thống cũng đã và đang lên kế hoạch để tham gia vào cái thị trường game file đầy màu mỡ này rồi tiêu biểu như là các ông lớn về game truyền thống như Ubisoft này, Netbubble, Square, Unix. Tiếp theo là chúng ta cùng tìm hiểu xem những hệ sinh thái nào đang sở hữu lượng người dùng game thủ nhiều nhất. Thì trước đây mình cũng từng nghĩ là hệ sinh thái của BNB trên là nơi có nhiều game thủ game file nhất, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Hai và Wax mới là hai hệ sinh thái dẫn đầu trong cái mạng này thì nhìn vào biểu đồ trên mọi người có thể thấy là số lượng tham gia game trên mô sinh thái của hai đang sở hữu là khoảng hơn 332.000 game thủ và trên WAC là khoảng hơn 329.000 game thủ. Đây là hai sinh thái dẫn đầu về số lượng người chơi tham gia vào game file tính tới ngày 13 tháng 2 năm 2022. Và hai tựa game nổi bật nhất trên hai sinh thái này đó chính là Splinterland trên hai và Alan Wars trên WAC. Phần cuối cùng trong video này, chúng ta sẽ cùng dự phóng về tương lai của game file thì hầu hết các nhà phân tích dự đoán tốc độ phát triển của thị trường game truyền thống ấy đang là khoảng 10% một năm. À, trong khi đó thì họ cho rằng tốc độ phát triển của thị trường game file nhanh hơn rất là nhiều lần với khoảng là 100% trên một năm, tức là gấp khoảng 10 lần đúng không? thì đi kèm với đó các nhà phân tích cũng dự đoán là mạng game file sẽ đạt cột mốc khoảng 10 triệu game thủ hoạt động mỗi ngày, một con số rất là ấn tượng. và còn anh em thì mọi người nghĩ thế nào? thì mọi người có thể để lại bình luận dưới video để team biết nhé ok thì trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số thể loại game điển hình có trong game file và xem có giống với game truyền thống không nhé à, còn bây giờ thì mình cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video đến thời điểm này và xin chào hẹn gặp lại mọi người trong những video tới